Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phá đảo cơm nóng. Ủa mày hả? Ủa gì? Lúc nào không gặp mày trong tình trạng sắp chết tới nơi. Ê thôi nha, qua đây nhờ tôi cô bói ăn nói giọng đó hả? Sáng giờ chưa có khách mở hàng nha. Dạ. Vậy có muốn tao mở hàng không? Đi vô. Nè. Gì vậy? Đọc bài báo này đi. Người đàn bà đặc biệt. Không những đặc biệt mà bà ta còn rất giàu có. Nhiệm vụ của mày là phải dùng hết kiến thức quyền bí để tìm tướng số của bà, hiểu chưa? Để làm gì? Tao chưa nói hết. Bên cạnh đó, mày phải tìm ra cho tao một lá số của người nào thiệt hợp với bà ta. Tao có sẵn lá số của mày nè, đưa cho bà ha. Mày đừng có điên. Khỏi cần mày nói, tao cũng biết lá số của tao đen thùi lùi à. Cái tao cần á là một cái lá số sáng sủa để xứng với bà, hiểu không? Ê, mày tính chuyện lừa gạt không? Đúng không? Sao lại dùng cái từ lừa gạt? Tao đâu có lừa gạt ai đâu. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Nhiệm vụ của mày là phải giúp tao được tiếp cận với bả. Mày hiểu không? Nhất định phải giúp tao, tao không biết. Khoan khoan nè. Mày muốn tao giúp á thì mày cũng phải coi cái thái độ của tao sao. Tao có hứng không đã chứ. Cái này chuyện xấu chứ bộ. Ai nói xấu? Giúp bạn bè mày xấu hả? Rồi, có hứng rồi đó. Nói tiếp đi. Thì đó, mày giúp tao tiếp cận với bà được đi. Rồi tao trả không cho mày hậu hĩnh, yên tâm. Nè, nhưng mà tao nói cho mày nghe, mày có vận số tốt chứ không phải là xấu. Thiên định của mày là rất tốt. Người đời chỉ cần một phần thiên định của mày thôi là người ta đã thành công lắm rồi. Mày, ông trời cho mày lọc, mày phá tan quan hết. Cho nên bây giờ cái giận mày nó mới đen thui vậy đó. Nó đủ chưa? Ê, hôm nay tao tới đây không phải để nghe mày chửi đâu nha. Đừng thấy tao hiền làm tới đó. Dạ tôi chung đi. Lá số của hoa hồng là đẹp nhất cho mày đó. Nếu mày làm được như nó thì cuộc đời mày đâu có như bây giờ. Nè, cùng tuổi với mày đó, cái người trong lá số này á là nhân định thắng thiên. Thiên định người ta không có tốt bằng mày đâu, nhưng mà người ta nhờ nỗ lực á mà người ta có được tất cả trong cuộc sống. Thay đổi luôn vận số, học hỏi đi cưng. Mày rành quá ha, trong đây đâu có ghi tên ai đâu mà nói cứ như là biết người ta không bằng á. Trời ơi, hỏi câu thừa, không biết sao tao chấm tử vi cho người ta được. Nè, đừng có quan tâm là ai hết, chỉ cần mày về mày chép y chang vậy rồi mày điền tên mày vô ha, rồi học đi. Nhưng mà có chắc không mày? Ê mày, hồi đó tới giờ có bao giờ mày thấy tao coi báo cho mày mà đúng chưa? Ý lộn, hồi đó tới giờ có bao giờ mày thấy tao coi báo cho mày mà sai chưa? Không biết tin được nhỏ này không đây nữa. Sao ngày 5 tháng 5 sao mình thấy quen quen vậy ta? Hey, bây giờ tìm đâu ra bộ đồ để gặp bà Lý Trang đây? Alo chị hả? Chị, em có thể mượn của chị mấy bộ váy được không? Lựa gì mà lựa lâu dữ vậy? Đồ bên đây đẹp quá trời luôn mà không lựa, lựa bên đó. Đồ mắc tiền không đó. Trời ơi, ở bển đồ bộ mà chị. Trời ơi, tôi để đồ đâu nó cũng biết hết trơn rồi đó. Nè nè, nhẹ tay một chút cho em. Trời ơi, cẩn thận em, đồ của chị mắc tiền lắm mà. Chị, cho mượn bộ này nha. Bộ này hả? Ừ, đắt tiền lắm đó nha, giữ cẩn thận giùm chị đó. Trời ơi, chị yên tâm, em mặc thôi chứ có làm gì đâu.
Chị biết vậy rồi, nhưng mà em thấy không, đồ cao cấp hễ mà dơ một chút á là hỏng hết của chị. Em biết rồi, mà em mặc tới nơi sang trọng chứ bộ. Thôi thôi, mấy người muốn làm gì làm. Đúng là bà chị dâu keo kiệt. Cho mượn có cái váy, cứ nhắc tới nhắc lui, giống như là đứa con đi trường học không bằng. Anh Đại Phong của mình lần này mà vào được công ty Phương Đông thì đừng có hòng cạnh tranh với tôi. Tới đây làm gì đây? Mai mốt chồng mày mà vô công ty này làm đuổi hết cái người giống như vậy. Thôi, thôi đi 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 giùm cái đi. Dạ chào phó tổng giám đốc à. Tổng giám đốc, vậy đây là vợ của phó tổng giám đốc, quý nhân của mình. Anh à, lên chạy 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 theo chiếc xe hơi đó. Từ chứ. Hả? Hơn một tháng lương của mình. Em thấy chị mặc bộ này đẹp lắm á. Chị thấy nó chật chật sao đó. Không có chật đâu chị, vừa vặn với người chị lắm. Hàng này mới về đó chị, duy nhất chỉ có một bộ thôi à. Vậy hả? Dạ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Ngại quá, xin lỗi chị. Tại vì em thấy chị mặc bộ váy này đẹp quá nên em mới nói bâng quơ vậy thôi. Em xin lỗi. Hả? Ý cô nói là cô thấy tôi mặc cái bộ váy này đẹp hả? Dạ. Thật sự bộ váy này rất hợp với chị. Nhưng mà em nghĩ nếu như nó được kết hợp với một chiếc áo khoác và một sợi dây nịt thì chắc chắn sẽ tôn dáng chị lên rất nhiều. Em chào chị. Lấy cho tôi một cái dây nịt với lại cái áo khoác đó đi. Dạ. Mau lên. Thật là hoàn hảo đúng không? Dạ, em thấy đẹp lắm.
đúng là một thiết kế hoàn hảo. Hả? Đẹp thiệt ta. Vậy mà từ sáng giờ mình không nhìn thấy. À, em chào chị. Chị có phải là người phụ nữ đặc biệt đăng trên tạp chí không chị? À. Em công nhận ở ngoài đời chị còn đẹp hơn trên hình nữa đó. À. Chị biết không, em đọc xong bài báo đó em ngưỡng mộ chị dễ sợ. Cảm ơn nha. Dạ. À, xin lỗi chị, em có điện thoại. Ông xã hả? Em mới đi chút xíu mà đã gọi rồi. Bà xã hả? Má mới cho mấy con mực nè. Anh với Seri á tính làm món mực chiên xù. Em chỉ anh cách làm đi. À, em đi coi bối rồi. Nè nè, em đang cầm lá số trên tay nè. Anh, lá số em kỳ này tốt lắm nha. Bà thầy bói bà nói em là có số giàu sang phú quý đó. Ừ. Bà còn nói chuyện này em không biết có thiệt không nữa. Bà coi cho hàng trăm người rồi, nhưng mà bà chưa thấy cái người nào có lá số mà tốt như em vậy đó ông xã. Em nói gì mà anh không hiểu vậy trơn vậy? Anh hỏi em là cái món mực chiên xù á mình làm sao? À, nói cho anh biết, bà nói số anh may mắn là nhờ có em bên cạnh đó biết chưa. Em nói cái gì tùm lum, anh muốn bắt khùng lên đây nè. Mà em ở đâu vậy? Ủa bữa nay em không đi làm hả? Thôi, em không về đâu. Em mới đi shopping chưa mua được cái gì hết. Ừ. Vậy ha. Alo. Chị nè, đúng là có duyên mới gặp được chị. Nhưng mà tiếc quá, em có việc phải đi. Có gì hẹn chị khi khác ha. Chào chị. Chào cô. À, cô gì? Em ơi, anh sao gặp ba mặt xanh lè vậy? Dạ, người ba mới qua. Mời ba vô không? Dạ, mời ba vô nhà. Bởi vậy ăn luôn. Dạ. Trời ơi từ nhà sao thấy ghê vậy? Dạ, không ai. Con Mai Chi nó đi làm vậy nó phải dẹp nữa hả? Không ai. Wow, trời ơi, anh ra chị. Trời ơi, công chúa nhỏ tôi sao giống chú Hề vậy? Dạ, ba con đang chiên mực lăng bộ. Rồi vậy là cái bếp tiêu phải không? Banh cành hết trọng đúng không? Mặt như ngày kỳ quá. Con chiên gì có cái mùi khác khác rồi kìa. Chết cha. Mực chiên của con. Gì con? Mực chiên của con kia hết rồi. Được rồi. Ông ngoại đền cho con cái khác. Đây nè. Ông ngoại cứ mua cho con nè. Sườn non nè nè nè. Ông ngoại mua sườn non chiên cho con ăn hả? Ừ. Ông ngoại nhớ làm nhiều nhiều cho ba mẹ con ăn với nha. Không, một mình con ăn thôi, không cho ba mẹ con ăn. Ừ, cho mẹ con ăn, không cho ba con ăn. Không. Ba con hư làm mực hư con bị gây khét đó. Rồi ông ngoại cho ba con ăn nha. Dạ. Rồi con đi lên trên đi, ông ngoại chiên cho. Thôi con đi con chơi. Đừng có dọc dơ nữa, thấy ghê quá rồi. Cái trời ơi, cái bếp dòm thì ơn. Ba, để con phụ với ba nghe. Thôi ông, ông phụ đang banh cành cái bếp người ta làm chi. Chừng nào đi làm? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Trời đất ơi. Hồi lúc má con Mai Chi chết á, ba độ tuổi như con vậy đó. Một mình gà trống nuôi con. Ba chưa từng để cho nó khổ một ngày nào hết. Bây giờ con cưới nó về, không ráng lo cho nó sung sướng một ngày nữa. Đàn ông con trai gì đâu mà yếu. Đi rửa mặt đi, mặt như thằng Hề á. Dạ. Cháu cưng. Chơi vậy đó. Phá hoài. Để ông ngoại đi làm cho con ăn nha. Dạ. Ngọc chào ông ngoại nha. Dạ. Đừng có dọc đứa dơ quá.
Em nói cái gì? Phu nhân phó tổng giám đốc? Chính xác là người đàn bà trong hình này. Vô công ty làm có gặp bà ta, anh nhất định phải lấy lòng nữa biết chưa? Em làm như anh trúng tuyển rồi không bằng. Trúng tuyển không bằng, bằng cái gì? Anh nhất định phải trúng tuyển. Anh biết rồi, thưa bà xã. Biết rồi. À bà xã. Gì? Sao lúc nãy anh gọi điện cho em á, em nói gì lạ vậy? Bữa nay em không đi làm đúng không? Biết lúc đó em đang ở với ai không? Với ai? Khai lẽ lên, thú nhận đi, nhanh lên. Mệt anh quá. Lúc đó em đang ở với người đàn bà đặc biệt này đây nè. Ghen tầm bậy tầm bạ không? Em nói giỡn hả? Giỡn gì? Làm sao em có thể quen được bà ta chứ? Anh á, nói mà biết mắc cỡ. Nếu anh cũng giỏi giang như chồng người ta thì em đâu cần phải diễn kịch như vậy. Trời, thôi mà em đừng có giỡn nữa. Nói chuyện với anh mệt quá. Anh chỉ biết rằng bây giờ anh phải làm sao chuẩn bị thật tốt để đậu phỏng vấn lần này. Đây là cơ hội cuối cùng cho anh đó. Còn chuyện của em anh không cần quan tâm tới, để em lo. Còn mấy món mắc tiền em thích không à ha? Anh, bộ hôm nay mình có khách sộp hả? Thích gì những món đắt tiền vậy? Anh nói gì vậy? Mình ăn mới tốn tiền, chứ thích đâu có tốn tiền đâu. Tội gì không thích, đúng không? Thôi, cô giúp tôi bỏ vào hộp đi. Ừ. Xong chưa? Dạ, xong rồi. Cái cô này ngày nào cũng đi trễ hết đó nha. Nè, lấy cái đồ ăn, đem giao cho cái địa chỉ này. Còn đây là hóa đơn tính tiền. Cẩn thận á. Ủa chị, rồi tới đây ai ra nhận? Thì cô cứ việc đến cái địa chỉ đó thì có người nhận. Nhớ đó. Nói chuyện nhẹ nhàng không được hay sao? Chào chị. Em ơi, chị tới giao đồ ăn. Mời chị theo tôi. Ở đây nè chị. Vô đi. Mời chị. Dạ, em chào chị. Em là nhân viên quán Là Khen. Chị đặt đồ ăn cho 20 người phải không ạ? Tất cả mọi người ghét bà hết. Chỉ có một mình tôi là không ghét bà thôi. Nhưng tôi nói cho bà biết, từ nay, kể từ giây phút này, tôi sẽ ghét bà. Tôi không bao giờ làm cái đuôi cho bà nữa. Tôi ghét bà. Tôi ghét bà mà gì? Cô làm việc bao lâu rồi? Dạ, có gì không chị? Em làm việc ở quán cũng được gần 3 tháng rồi chị. Cô hiểu nguyên tắc làm việc không? Cô nói 12 giờ, mà bây giờ 12 giờ 10 rồi. Chị thông cảm giùm em đi chị. Thật sự là em chạy rất là nhanh, em sợ đồ ăn nguội nè. Mà chị hiểu sao không? Gần tới chỗ của mình em bị kẹt chiếc xe tải mà đường nhỏ quá em qua mặt nó không được. Thiệt không? Dạ thiệt chứ chị. Tụi em đi làm công ăn lương, nó dối khách làm gì. Chị mà không nhận cái này, bà chủ chờ em mấy tháng luôn chứ còn không đủ nữa. Chị lấy giùm em đi chị. Thấy cô tội nghiệp quá, cứ để đó đi. Dạ em cảm ơn chị. Chị tốt bụng quá. Cô với cô Lan vô phòng tôi.
Dạ, chị kêu tụi em có chuyện gì không? Trưa nay tôi đãi cả phòng, mang ra ngoài hết đi. Trời ơi, thiệt cái vậy chị? Wow, toàn món ngon mà. Cảm ơn chị nha. Đó giờ em mới thấy người sếp nào tốt bụng như chị á. Ồ, chị, chị hết món nào em để lại cho chị một phần nha. Không cần đâu, mang ra hết đi. Dạ. Rồi, tụi em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Công nhận chị thương nhân viên ghê ha. Toàn gọi đồ ăn mắc tiền không, em tưởng cho giám đốc ăn chứ ai nhẹ cho nhân viên ăn. Hình như là em gặp chị ở đâu rồi đó. Đâu ta? À, em nhớ rồi. Em có con nhỏ bạn hồi thời đi học, nó tên là Dịch Bầu. Có cái nét rất là giống chị, nhưng mà có điều chị đẹp hơn nó. Dịch Bầu hả? À không không, nó tên thiệt là Hoa Hồng. Còn Dịch Bầu là em đặt cho nó, tại chị hiểu sao không? Hồi đó nó xấu lắm chị ơi. Nó xấu mà cái mặt nó còn ngu ngu ngáo ngáo. Đã vậy lúc nào cũng lề mề, còn đeo cặp mắt kiến dày dày nữa. Em kêu nó Dịch Bầu là cũng còn hơi đỡ rồi đó. Vậy bây giờ cô Dịch Bầu ngô ngáo đó ở đâu? 10 năm nay em đâu có gặp lại nó đâu chị. Cũng tội nghiệp ha chị. Phụ nữ mà không có nhan sắc cũng khổ. Chứ phải như chị vậy là sướng rồi. Cô Dịch Bầu đó đang trước mặt cô nè. Chị sao là Dịch Bầu được? Chị phải là Thiên Nga. Cô nói gì? Tôi là Thiên Nga hả? Em nói thiệt mà. Cặp mắt thẩm mỹ của cô cũng không đến nỗi nào tệ đâu. Không nhận ra hả? Đầu tôm. Đúng là đầu tôm. Đúng là đồ đầu tôm. Tôi không có muốn bà thất bại, hiểu chưa đầu tôm? Là bà hả Hoa Hồng? Sao 10 năm gặp lại không có gì để nói hả? Nhìn bà tội nghiệp quá à. Cái vẻ kiêu kỳ đẹp đẽ ở bên ngoài đâu mất rồi. Tôi thấy như thế này hợp với bà hơn đó. Bà nói gì vậy? Tôi tới đây là để giao thức ăn. Dạ, thanh toán tiền đi. Ok. Đủ rồi. Khoan đã. Đây là tiền bo. Mặc dù bà làm không tốt nhưng tôi vẫn bo. Nè, không có ít đâu nha. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngon miệng. Mai Chi, bà đừng có tưởng là bà có thể bước qua mặt tôi dễ dàng như vậy. Bà quên là trí nhớ của tôi rất tốt hả? Tôi không quên chuyện gì. Bất cứ một chuyện gì. Bà phải trải qua tất cả những gì mà vì bà tôi phải chịu đựng. Bye.
Bà xã, sao em về trễ quá vậy? Anh gọi điện cho em nãy giờ mà không được. Em bận quá nên không nghe. Bà xã, hai cha con anh chờ em từ chiều tới giờ á, mình chuẩn bị qua nhà mẹ nha. Thôi để bữa khác đi anh, hôm nay em mệt quá. Em à, ráng chút đi. Mẹ mà giận lên là hai vợ chồng mình mệt lắm á. Mẹ nói là mẹ chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm, để hai vợ chồng mình qua đó. Mình đi nha. Ha. Siri ơi, mẹ con về rồi nè. Đi thôi con. Siri, con thích ăn đồ gà nè con. Cho cá đi mẹ. Từ khi ba tụi con mất, gia đình làm ăn sa sút mà buồn. Nhưng bù lại á, vợ chồng thằng hai nó thành đạt, mẹ cũng thấy an ủi. Còn vợ chồng ba, nỗi rầu nó không cũng chết. Nhìn ăn uống kiểu đó đó, ăn cắm cúi ăn uống, nếu ăn vậy không phải nghèo sao được. Mai Chi, con nên học theo tấm gương của chị hai con nè. Ha. Ông bà thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm con xây không được thì thằng chồng của con có làm ăn được cái giống gì đâu. Có nhiêu đó mẹ nói hoài con không nghe là sao? Mẹ ơi, mẹ là tấm gương lớn nhà này rồi, đâu cần tới con. Hơn nữa thím nó làm dâu nhà mình được gần 10 năm rồi mà mẹ. Nếu có học được á thì đã học lâu rồi mẹ ơi. Người ta khôn ngoan á, người ta nói ra một câu có thấy khôn ngoan rồi à. Nó nói câu gì cũng thấy vừa lòng, cũng mát cái bụng hết chứ. Con đã không được sanh ra trong một gia đình danh giá giàu có thì con phải biết chăm lo, săn sóc cho chồng con. Con đằng này, trời đất ơi, không ngơ à. Học theo chị mày nè. Nhưng mà mẹ ơi, thím ba rất là đẹp. Mà ngộ lắm mẹ, ông trời ông ngộ lắm nha. Ông cho ai cái gì trọn vẹn hết đó. Được cái này á thì mất cái kia. Đẹp để làm gì? Sắc đẹp có mài ra tiền để ăn được đâu. Mà nhìn kỹ cũng đâu có đẹp gì mấy. Mẹ hả? Ăn đi con. Con dâu của mẹ ăn đi. Cảm ơn mẹ. Phụ nữ mà thành đạt như con á, ra ngoài làm việc cực khổ dữ lắm. Ăn cho nhiều vô để có sức mà làm việc con. Dạ. Ăn đi bà xã. Cũng ăn đi mẹ, ăn nhiều nhiều chút nha mẹ. Ta nói nó làm chút gì mình cũng thấy vừa ý, cũng mát cái ruột hết trơn rồi. Bởi vậy có coi nó là con dâu đâu, coi như con ruột vậy đó. Mẹ, để gắp cho thím ba đi mẹ. Nó dễ ăn lắm, đâu có kén ăn như con đâu. Bố đâu muốn ăn cũng được nữa. Mà đâu cần gì gắp, tự giờ hết dĩa rồi gắp gì nữa. Ăn đi con. Em đừng có khóc nữa. Mẹ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em cũng biết là mẹ thương vợ chồng mình nhất mà. Mẹ thương anh thôi chứ mẹ thương ai? Không phải đâu bà xã. Em không thấy là mẹ gói đồ về cho nhà mình nhiều hơn nhà anh hai sao? Vậy là gói đó hả? Mẹ anh đang làm từ thiện đó anh biết không? Không phải vậy đâu bà xã à. Mà cũng tại anh á. Phải anh giỏi về người ta thì đâu có bị mẹ anh coi thường như vậy. Anh xin lỗi bà xã. Ờ, em cứ việc la mắng anh đi. Thôi đi. La giống như nước đổ đầu gà vậy đó. Bà xã. Bà xã đợi anh đi với. Bà xã. Anh đi làm về trễ vậy? Mấy sếp ở công ty họp bàn kế hoạch để tăng số lượng sản phẩm xuất khẩu sắp tới. Vậy hả? Anh, bữa nay em có làm mistake á. Bày vẽ làm cái gì? Em muốn anh vui thôi mà. Anh ở đây đi, em chuẩn bị đứng nóng nha.
Barca ở Real Madrid đã thành công ngoài mong đợi khi sự kiện này lôi cuốn tới hơn 50.000 cổ động viên cùng với gần 350 phóng viên đến sân Bernabeu. Sao 10 năm gặp lại không có gì để nói hả? Nhìn bà tội nghiệp quá à. Cái vẻ kiêu kỳ đẹp đẽ ở bên ngoài đâu mất rồi. Con đã không được sanh ra trong một gia đình danh giá giàu có thì con phải biết chăm lo chăm sóc cho chồng con. Còn đằng này, trời đất ơi, không ngơ à. Chứ ba rất là đẹp. Mà ngộ lắm mẹ, ông trời ngộ lắm nha. Ổng không cho ai cái gì trọn vẹn hết đó. Được cái này á thì mất cái kia. Mình không được khóc. Không như vậy đủ rồi. Không được khóc nữa. Mình phải cho mọi người sáng mắt ra. Phải cho mọi người biết Mai Chi này là ai. Anh à, anh có yêu em không vậy? Ủa, em nói cái gì vậy? À không, em thấy vui nên mới nói chuyện một mình thôi. Để massage cho anh luôn nha. À thôi, em ra ngoài đi. Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Anh tắm nhanh rồi ăn cơm ha. Ừ. Bà chủ ơi, áo này tôi muốn mua 100 cái còn không vậy? Có em. Chị, mỗi lần thấy em là cứ quay lưng đi à. Trời ơi, gì nữa đây? Hôm nay á, tôi không có tiền cho cô mượn nó đâu nha. Chị, sao lúc nào cũng xua đuổi em như ma ám vậy hả? Cô hả, ám tôi cũng như ma ám vậy đó. Em sắp có tiền trả cho chị rồi, cứ la em hoài. Nó giỡn hay nói thiệt đây? Trời ơi, đối với chị mà em dám nói giỡn sao? Nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là chuyện của tương lai. Cùng bây giờ, thiệt là em kẹt lắm á, chị giúp em đi. Nó tới nó lui á, chung quy cũng là mượn tiền. Không có tiền á mà ăn mặc chân diện như bà Hoàng vậy đó. Em có ăn diện gì đâu chị. Ủa, mà cái đầm này em mua của chị mà. Mua hồi nào? Chị đâu có nhớ. Trời ơi em. À đúng rồi. Lúc mà em mua là không có kết mấy cái này. Về em thấy nó đơn điệu quá, em kết vô thêm. Mà đẹp không chị? Hả? Nhỏ này có cặp mắt thẩm mỹ ghê ta. Hôm nào em rảnh á, em tới em thiết kế cho chị vài mẫu ha. Dạo này khách hàng khó lắm, phải có mẫu mới nó mới chịu. Chị yên tâm, chị chỉ cần mở miệng thôi, bao nhiêu mẫu cũng sẽ giúp chị. Nhưng mà bây giờ chị phải giúp em trước á. Thôi được rồi. Chị chỉ có nhiêu đây thôi. Dạo này buôn bán ế ẩm quá. Ít nhiều đâu có quan trọng đâu chị. Quan trọng á là lúc nào em cũng thấy được cái lòng tốt của chị đối với em. Nhỏ này nó khéo nịnh ghê vậy. Em nói thiệt chứ bộ. Nè cô kia, tôi dòm ngó shop ra ngoài vậy. Dòm ngó gì? Mất mớ tới anh chứ. Sao không mất mớ? Tôi là bảo vệ ở đây mà. Bảo vệ thì lớn lắm sao? Có tên là tôi nói với chủ anh không? Thôi đi. Dạ, chào chị. Người ta thích dòm ngó thì cứ để cho người ta dòm ngó đi. Dạ. Lại là bà hả? Có duyên quá. Vô duyên thì có. Nè, đừng có nghĩ khoác lên mình chiếc áo hàng nhái là muốn vô đây là được nghe. Tôi nói cho bà biết, hàng nhái thì không thể nào đứng chung với hàng hiệu được. Cho hỏi nha, hàng nhái có phải là hàng giả không? Như vậy cũng phải hỏi nha. Ờ ha. Vậy tại sao tôi phải đứng đây với người có mắt giả, mũi giả, miệng giả, mặt giả, còn nhiều thứ giả mà tôi chưa được biết nữa kìa. Nghi ngờ quá.
cô gì đó ơi. Ủa là cô chị, sao bà tình cờ quá vậy nè? Chị đi shopping hả? Ừ, chắc là chị em mình có duyên. Quên nữa, cũng may là mang theo đó. Nè, cái này có phải là của cô không? Bữa hình như cô làm rớt ở tiệm túi xách á. Chị lụm lại giữ giùm em hả? Ừ. Trời ơi, em tìm quá trời luôn chị biết không? Cảm ơn chị. Có gì đâu. Ờ, cái đó có phải là Tử Vi không? Của cô hả? Ủa, chị cũng biết Tử Vi nữa hả? Biết chút chút. Vậy chắc chị coi rồi. Chị thấy lá số của em sao hả chị? Ừ, không phải là tôi cố tình coi đâu, nhưng mà tại vì tò mò. Đừng giận nha. Tôi thấy cái người mà giải được lá số này giỏi lắm đó. Đúng rồi chị, bà coi hay lắm. Nhưng mà trong lá số của em nói sao chị? Thật ra thì cái lá số Tử Vi này không hẳn là tốt. Và cái người mang lá số này nhất định là phải có một cái nghị lực hơn người, có thể cải hóa được cái điều xấu thành điều tốt. Dạ chào chị, có mấy chị nói là bạn của chị đang đợi chị trong phòng. Tôi biết rồi. Dạ chào chị. Đẹp phụ. Ai tới thăm tôi đây? Wow. Quá hùng. Trời ơi, bà đẹp quá, tôi nhìn không có ra luôn á. Bà làm gì mà bà ngạc nhiên dữ vậy? Thời buổi bây giờ á, có tiền là đẹp ra ha. Mà Hoa Hồng nè, chắc là bà cũng tốn bộn tiền cho vụ này ha. Thôi ngồi đi. Ê, Hoa Hồng nè. Hả? Nhân phục của bà đẹp thiệt nha, sang trọng quá à. Hoa Hồng, bà đúng là một bước lên tiên đó nha. Ừ. Bộ với bà nghĩ đơn giản vậy hả? Cô cũng thích đi shopping lắm hả? Dạ, không giấu gì chị, shopping là niềm đam mê của em. Hồi nãy giờ cô đi vòng vậy mà có lựa được đôi giày nào chưa? Ê, khổ ghê. Sao khổ? Hồi nãy đi cái tiệm kia kìa. À, em thấy đôi giày đẹp lắm, nhưng mà nó màu xám, em mua không có được. Sao không được? Dạ, em kể chị nghe chuyện này. Sao? Nói ra thì sợ người ta nghĩ mình mê tín. Ừ. Nhưng mà chị biết không, cái thời gian trước đây, lúc chồng em đang làm một công ty nổi tiếng, công việc suôn sẻ, thì chồng em là người giỏi mà. Nhưng mà bà thầy bói bà nói với em á, cô á bước ra ngoài phải mang đôi giày màu xanh đọt chuối. Nếu không công việc của chồng cô sẽ không có suôn sẻ. Em cãi bà chị, em đâu có tin. Nghĩ gì, mình là người thành phố mà thời trang nữa, làm sao mang đôi giày xanh đọt chuối ra đường được. Quê thế mồ. Em cứ mang màu nào em thích. Trời ơi chị biết không, nửa tháng sau ổng bị đuổi việc. Ghê vậy đó hả? Nổi da gà luôn đó chị. Công nhận cái bà này giỏi ghê vậy ta. Dạ. Không ấy, cho chị địa chỉ bà đi. Anh tưởng anh trốn suốt đời được sao? Tôi hỏi anh đang ở đâu hả? Cô thích thì cứ việc đến khách sạn mà tìm đi. Tôi đang ở cùng người tình xinh đẹp của tôi nè. Ở đâu? Khách sạn Ramana, phòng 945. Cô biết chứ? Có cần tôi chỉ đường không? Dạ, dạ chào cô. À, hôm nay ngày tổng giám đốc đi đâu mà cô đi cơ... Dạ, yeah, hai chị dùng gì ạ? Cho tôi dưa hấu. Dưa hấu, không chị ạ? Em muốn gì? Em muốn giống chị. À, dạ, hai ly dưa hấu. Chị, cổ là ai mà sao chị phải chào vậy? Là một con nhỏ thấy ghét. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình là nữ hoàng, bởi vậy nó có coi ai gì đâu. Mà nó mà là nữ hoàng được sao? Đúng là ngông cuồng. Đúng là đồ ngông cuồng. Được chị chào là vinh dự muốn chết mà còn nghinh cái mặt bỏ đi. Đáng ghét.
cảm ơn. Chị, mà cổ làm nghề gì chị? Là vợ của tổng giám đốc công ty Phương Đông đó. Vợ tổng giám đốc? Sao trẻ dữ vậy? Trẻ mà vô duyên. Trẻ nhưng mà không có duyên bằng chị. Chị như vậy nè, gọi là có duyên. Đi với chị sáng giờ em cười muốn chết luôn vậy đó. Uống nước đi chị. Dạ tổng giám đốc. Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.